Truyền thông Thái Lan khó hiểu khi Starbucks vô đối ở Thái Lan nhưng thảm bại ở Việt Nam. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, văn hóa uống cà phê là một nét đặc trưng trong đời sống và văn hóa của Việt Nam. Người Việt thưởng thức cà phê như một cách để thư giãn, giao tiếp và suy ngẫm. Họ không coi cà phê là thức uống nhanh, có tác dụng chống buồn ngủ như người Mỹ, mà nhâm nhi và tận hưởng hương vị và mùi thơm của cà phê một cách thoải mái và thư giãn. Việt Nam cũng chính là một trong các quốc gia tiêu thụ cà phê nhiều nhất thế giới. Bởi vậy nên Starbucks, một thương hiệu cà phê nổi tiếng của Mỹ với hơn 35.000 cửa hàng ở trên khắp thế giới, đã không bỏ qua một con mồi béo ngậm như vậy. Và năm 2013, Starbucks đã đánh dấu sự có mặt ở thị trường Việt Nam bằng việc mở cửa hàng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh. Ban đầu giới chuyên gia đánh giá rằng sự xuất hiện của Starbucks sẽ đánh bay những thương hiệu Việt đình đám như Trung Nguyên hay Highland Coffee. Tuy nhiên trải qua 10 năm kinh doanh tại Việt Nam, Starbucks chỉ chiếm 2% thị phần ở trong nước. Điều này khiến cho truyền thông Thái Lan hết sức sửng sốt. Bởi lẽ Starbucks gần như thống trị ở Thái Lan với hơn 400 cửa hàng, chiếm gần 50% thị phần ở quốc gia này. Bởi vậy nên truyền thông Thái Lan đã đặt ra câu hỏi tại sao Starbucks phát triển ở Thái Lan mà không thể phát triển ở Việt Nam. Và họ đã đưa ra đủ lý do cho điều này. Vậy họ đã nói những gì và quan điểm của netizen nước này ra sao? Chúng ta cùng nhau theo dõi trong video ngày hôm nay các bạn nhé. Các bạn thân mến, mới đây một kênh tin tức nổi tiếng Worldport Entertainment, một trong những công ty truyền thông lớn nhất ở Thái Lan, có tên là Today Bizview, đã đăng tải một video với tiêu đề Tại sao Starbucks phát triển ở Thái Lan mà không phát triển ở Việt Nam? Trong video, Today Bizview đã đưa ra một góc nhìn sâu sắc về sự phát triển đối lập của Starbucks tại hai quốc gia hàng đầu ở Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam. Cụ thể, Today Bizview đã nói: Xin chào các bạn, hôm nay hãy làm rõ một vấn đề đang gây tranh cãi. Tại sao Starbucks lại sụp đổ hoàn toàn khi đến Việt Nam? Trong thập kỷ vừa qua, Starbucks đã trở thành biểu tượng của văn hóa cà phê toàn cầu, đặc biệt là tại Thái Lan, nơi mà thương hiệu này phát triển mạnh mẽ như một cơn bão. Tuy nhiên, khi đặt chân đến Việt Nam, Starbucks đã phải đối mặt với những thách thức đáng kể, khiến cho sự hiện diện của họ tại đây không thể bám vững. Một trong những lý do chính cho sự thất bại của Starbucks tại Việt Nam là văn hóa cà phê đặc sắc của đất nước này. Cà phê Việt Nam nổi tiếng với hương vị đậm đà và thơm ngon, tạo nên một trải nghiệm không thể so sánh được. Điều này tạo ra một thách thức đối với Starbucks. Khi người Việt Nam thường có xu hướng ưa chuộng hương vị cà phê Robusta truyền thống, còn Thái Lan không có cà phê ngon và đặc trưng, nên hầu hết mọi người đều thích Starbucks. Một yếu tố quan trọng khác là giá thành. Starbucks nổi tiếng với chất lượng cao và không gian sang trọng, nhưng giá cả của họ lại quá đắt, đặc biệt so với thị trường cà phê Việt Nam, nơi mà cà phê giá rẻ là một phần không thể thiếu của cuộc sống hàng ngày. Sự chênh lệch này làm giảm khả năng chấp nhận của người tiêu dùng Việt Nam đối với Starbucks. Với người Việt, Starbucks thật không đáng, còn người Thái ít khi được uống cà phê quá ngon nên sẵn sàng chi tiền cho một ly cà phê đắt. Một yếu tố quan trọng nữa là thị hiếu của người Việt Nam khi uống cà phê. Họ thích sự truyền thống và văn hóa uống cà phê vỉa hè, đàm đạo, không thích cà phê là món đồ uống sang trọng. Starbucks với không gian hiện đại và dịch vụ nhanh gọn có thể đã không tạo ra sự thoải mái và gần gũi như mong đợi của người tiêu dùng Việt Nam. Vậy nên, mặc dù Starbucks đã làm nên kỳ tích ở Thái Lan và ở cả khu vực Đông Nam Á, sự thất bại tại Việt Nam là hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì cà phê Việt ngon và đa dạng hơn, lại còn rẻ hơn và cách uống cà phê cũng gần gũi và thú vị hơn, cho nên Starbucks chẳng thể nào tồn tại nổi ở đất nước này. Đó là những chia sẻ của kênh YouTube Today Bizview của người Thái. Có thể nói, họ có cái nhìn khá thực tế và sâu sắc, nhưng không biết đã đủ chưa. Nếu thiếu gì, xin mời các bạn bổ sung thêm ở phần bình luận nhé. Các bạn có tò mò về quan điểm của người Thái ra sao không? Chúng ta cùng xem họ đã nói những gì nhé. Hãy ngồi uống cà phê phin ở một trong các quán nhỏ của họ ở mọi góc phố, ngay cả trong các nhà hàng đều có quán. Nó khá khác biệt so với cà phê của nước khác. Đặc biệt nó lại rất rẻ, bởi vậy nên chẳng có lý do gì họ lại đi chọn Starbucks cả. Người Việt Nam đã quá quen với cà phê Trung Nguyên Highland Coffee rồi, mà giá cả cũng rất hợp lý. Vậy nên để thay đổi họ với một cốc cà phê đắt gấp 3 lần là điều không thể. Hơn nữa, người Việt thích được ngồi cà phê trò chuyện cùng với bạn bè nên họ nhắm đến các quán vỉa hè nhiều hơn. Tôi không thấy bất kỳ nghi ngờ nào cà phê Việt Nam ngon hơn và rẻ hơn. Việt Nam không cuồng thương hiệu như người Thái. Họ thích sự đơn giản và thoải mái, trong khi nhiều người Thái thích phô trương và thể hiện. Người Việt thích gia nhập Highland, một thương hiệu cà phê lớn của Việt Nam cạnh tranh với Starbucks tại Việt Nam. Có thể thấy, họ ủng hộ các quán cà phê của người dân trong nước nhiều hơn, bởi vì anh ấy sẽ cho bạn không gian và vị trí tốt hơn Starbucks và giá cả dễ tiếp cận hơn nếu so sánh.
Hơn nữa, nếu so sánh thực đơn của Starbucks thì phải nói nó có nhiều hơn rất nhiều. Có lẽ vì anh ấy biết ở khu vực này có người Việt bán thích loại đồ uống nào. Vì thế, đó là một lợi thế của Highland. Là do Việt Nam nghèo hơn Thái Lan, bởi vậy nên họ không có đủ tiền để sử dụng các dịch vụ chất lượng như chúng ta mà thôi. Starbucks là một thương hiệu lớn và chỉ những người có tiền mới sử dụng được nó. Hãy thực tế lên đi các bạn của tôi. Đơn giản vì Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, họ quá hiểu và biết cách thưởng thức cà phê Việt rồi. Nên khi bạn mang đồ của bạn đến thì chẳng có cách nào dụ dỗ họ cả. Việt Nam là nước sản xuất cà phê hàng đầu thế giới, các thương hiệu quán cà phê địa phương rất phong phú, ngon và rẻ. Làm sao Starbucks có thể cạnh tranh với một thương hiệu xa xỉ nhưng hương vị cà phê gỗ lại quá tệ và khác biệt. Ngoài ra giá cả còn đắt hơn rất nhiều. Tôi thấy người Việt có tinh thần dân tộc rất cao, cái gì tốt họ sẽ không trợ giá cho đồ nước ngoài, không giống như người Thái thích khoe khoang, nhận mức lương 1.500 đến 2.000 bạt mỗi tháng, nhưng uống cà phê mỗi ngày 100 bạt mỗi cốc, chỉ vì muốn thể hiện sở thích của mình. Tôi không thích Việt Nam, tôi không thích gặp rắc rối với người Thái thật khó chịu, nhưng cà phê Việt Nam, cách anh ấy uống cà phê thật quyến rũ. Việt Nam lương thấp hơn Thái Lan, uống cà phê đắt không thể cạnh tranh với người Thái. Người Thái thích đồ hiệu, khoe khoang sự giàu có và chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Họ thích sự sang trọng và xa hoa, có vẻ như nó tốt. Vâng, đó là những bình luận từ cộng đồng mạng Thái Lan mà mình đọc được ở bên dưới video. Có những bình luận tích cực, cũng có tiêu cực. Tuy nhiên, mỗi người, mỗi quan điểm, cách nhìn nhận cũng khác nhau. Đó mới là xã hội, phải không các bạn? Người Việt Nam có quá nhiều lựa chọn địa phương để thưởng thức cà phê. Thị trường phân chia rất đa dạng, từ các quán cà phê kinh doanh gia đình đến các cửa hàng bán cà phê rang xay và nén. Có tới 540.000 cửa hàng cà phê ở Việt Nam và 430.000 quầy cà phê vỉa hè, theo thống kê của USDA. Ở các quán cà phê vỉa hè, một cốc có giá chưa tới $1 và cũng phục vụ cả wifi miễn phí và có tới hàng ngàn quán như vậy. Ngay cả năm chuỗi cà phê lớn ở Việt Nam cũng chỉ chiếm 15,3% thị phần, Highland chiếm 7,2% thị phần, Starbucks chiếm 2,9% thị phần. Starbucks có giá cao hơn Highland rất nhiều. Greg Chia, nhà phân tích cao cấp tại Euromonitor International đã cho biết, mức lương công chức thông thường, người dân không thể uống Starbucks thường xuyên, với họ như vậy là quá xa xỉ. Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng, với tầng lớp trung lưu ước tính đã mở rộng 13% trong năm 2019 và dự báo tới năm 2026 sẽ là 26% theo World Bank. Là nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ hai thế giới, Việt Nam biết đến với những hương vị cà phê của mình. Đất nước này nổi tiếng với cà phê sữa đá, một loại cà phê đặc và nặng được làm dịu bằng cách thêm sữa đặc. Nhưng không có hương vị truyền thống đó ở Starbucks, đó là bởi hầu hết các cửa hàng cà phê phương Tây phục vụ cà phê làm từ hạt Arabica, loại chiếm tới 75% cà phê thế giới. Cà phê Việt Nam được ủ bằng hạt cà phê Robusta, có vị đắng hơn, ngon hơn và hàm lượng caffeine cao hơn so với hạt Arabica và rẻ hơn. Cà phê Robusta có mặt trên khắp Việt Nam chiếm đến 97% từ các cửa hàng cà phê vỉa hè, nhà hàng và ngay trong gia đình. Chưa kể đến việc các hàng cà phê phương Tây còn phục vụ latte hay cappuccino với hàm lượng caffeine thấp kém xa cà phê Việt Nam. Cà phê phương Tây có thể bán rất tốt ở hầu hết các quốc gia, nhưng ở Việt Nam với chỉ phục vụ cà phê Arabica là không đủ. Đó là một trong số những lý do chính khiến các chuỗi cà phê quốc tế không thể phát triển ở thị trường Việt Nam. Đó là những quan điểm từ chúng tôi, còn các bạn thì sao? Bạn có suy nghĩ gì về video này? Hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé! Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!